Chào anh chị các bạn. Sau khi anh chị các bạn học cái phương pháp về bán hàng đơn giản để chúng ta sớm hoàn thành doanh số 1 đến 200 VP với Oriflame thông qua 6 phương pháp bán hàng đơn giản, thì các bạn sẽ băn khoăn hỏi rằng là trong 6 phương pháp đó thì phương pháp nào là phương pháp dễ dàng nhất để các bạn có thể áp dụng ngay tức thì khi các bạn sẵn sàng khởi đầu với Oriflame. Thì bật mí với các bạn rằng cái phương pháp để các bạn có thể áp dụng ngay tức thì đó chính là phương pháp mở hàng lấy may. Tại sao phương pháp mở hàng lấy may là phương pháp mà các bạn lên áp dụng nó ngay đầu tiên khi các bạn quyết định sẽ khởi đầu cái việc kinh doanh online Oriflame? Bởi vì các bạn hãy để một cái tâm lý như này ạ. Khi bản thân các bạn hay người thân của các bạn mở một cái cửa hàng về ăn uống, về một dịch vụ, thì chúng ta thường sẽ có một cái ngày khai trương. Và tại cái ngày khai trương đó thì chúng ta sẽ có xu hướng sẽ lên danh sách khách mời, đó có thể là họ hàng, anh chị em, bạn thân, cũng như là những mối quan hệ mà chúng ta có quá trình giao tiếp trước đây. Chúng ta sẽ lên kế hoạch để mời mọi người qua dự lễ khai trương. Và có thể thông qua cái buổi khai trương đó thì sẽ có những mối quan hệ của chúng ta, họ sẽ sẵn sàng mở hàng để mua những cái sản phẩm chúng ta kinh doanh để có thể lấy may mắn. Vậy thì khi đến với Oriflame, khi chúng ta đến với công việc kinh doanh online Oriflame, thì chúng ta cũng sẽ mặc định cho mình một cái ngày, gọi là cái ngày mà chúng ta sẽ khởi đầu cái công việc bán hàng với Oriflame. Các bạn hãy chọn ra trong cái danh sách mối quan hệ của các bạn từ 5 cho đến 10 mối quan hệ thật sự thân thiết. Đó là anh chị em ruột, đó có thể là họ hàng thân, đó có thể là những người bạn thân, những người hàng xóm mà hàng ngày bạn thường xuyên giao tiếp. Và thông qua Facebook, thông qua Zalo, thông qua điện thoại, thông qua gặp gỡ trực tiếp hàng ngày, thì các bạn có thể lên một cái kế hoạch hỏi thăm và gợi mở với mọi người về cái sản phẩm, về cái công việc mà bạn chuẩn bị làm. Ví dụ khi bạn nhắn qua Facebook, qua Zalo cho những người bạn của mình, các bạn có thể hỏi han về công việc, cuộc sống của bạn mình hiện nay như thế nào, để tạo ra một cái sự kết nối gần gũi với những cái mối quan hệ thân nhưng mà lâu mà chúng ta chưa tiếp cận lại. Thì chúng ta cần bước qua một cái bước đầu tiên, đó là làm ấm lại cái mối quan hệ đó. Sau đó thì theo một cái lễ tiết thông thường thì người thân và bạn bè của bạn cũng sẽ hỏi ngược trở lại bạn công việc, cuộc sống của bạn hiện tại như thế nào. Thì khi đó bạn có thể chia sẻ về công việc, cuộc sống hiện tại của bạn, và các bạn dễ dàng gợi mở với người thân và bạn bè mình là trong cái thời gian tới, trong một vài ngày tới, thì bạn chuẩn bị khởi đầu kinh doanh online với một thương hiệu về mỹ phẩm của Thụy Điển, thì rất là muốn được người thân của mình, được những người bạn đó của mình có thể mở hàng cho mình một cái sản phẩm có thể là nhu cầu hiện nay đang sử dụng, hay có nhu cầu tặng quà cho một ai đó hay không. Và các bạn có thể gợi mở về những cái sản phẩm chúng ta đang có tại Oriflame trong 5 dòng, đó là dưỡng da, đó là trang điểm, đó là nước hoa, đó là chăm sóc cá nhân, đó là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Thì các bạn có thể là hỏi và gợi mở và chọn ra những cái sản phẩm mà trong tháng hiện hành mà chúng ta đang kinh doanh có những cái ưu đãi đó, các bạn có thể gửi qua để bạn bè mình tham khảo. Và chúng ta hiểu được rằng ở đây đó là mở hàng lấy may. Đôi khi nó có thể là nhu cầu, nhưng đôi khi nó chỉ đơn giản là gì ạ? Mình có thể nhờ bạn mình rằng cái vía may, vía tốt của bạn có thể giúp mình có được cái công việc kinh doanh thuận lợi về sau này. Rất mong bạn ủng hộ giúp mình. Thì bác thấy rằng là thường những người thân hay những người bạn của các bạn, mọi người cũng sẽ rất là cởi mở trong việc lựa chọn sản phẩm. Thậm chí mọi người còn cực kỳ cởi mở để nói rằng là hiện nay họ đang có nhu
cầu mua một cây son, mua một nọ nước hoa, hay mua một bộ dưỡng da, hay bất kỳ một sản phẩm gì mà chúng ta đang có. Nhưng chúng ta phải là người tự tin, cởi mở, chia sẻ. Thì trong từ 5 đến 10 mối quan hệ, khi các bạn thông qua kết nối Facebook, Zalo, hoặc bạn gọi điện, gặp gỡ, bạn mạnh dạn để nói về cái sản phẩm, về cái cơ hội mà bạn chuẩn bị kinh doanh. Và rất mong bạn bè của mình sẽ ủng hộ, sẽ mở hàng để giúp mình có một công việc kinh doanh thuận lợi. Thì các bạn sẽ thấy trong cái xác suất khi các bạn chia sẻ sẽ có từ 3 đến 5 khách hàng sẽ đồng ý với bạn là tối thiểu. Và nếu bạn chọn tốt cái đối tượng, đó là những người bạn dễ tính, đó là những người bạn, những người thân rất yêu thương và ủng hộ bạn, và đó là những người rất hay dùng mỹ phẩm, hay có nhu cầu tặng quà, thì cơ hội bạn có được đơn đặt hàng từ cái phương pháp mở hàng lấy may là một cách cực kỳ dễ, mà bạn chưa cần phải có quá nhiều am hiểu về kiến thức, về sản phẩm từ Oriflame. Thì đó là cái phương pháp mà các bạn hãy tự tin áp dụng ngay tức thì trong 6 phương pháp về bán hàng. Nhưng bạn muốn bật mí thêm cho bạn, có 2 cái phương pháp nữa trong 6 phương pháp mà các bạn có thể áp dụng luôn đồng hành cùng với cái phương pháp mở hàng lấy may. Đó là bạn hãy trở thành người khách hàng dễ tính nhất với chính mình. Bởi vì trong kinh doanh, trong sale thì bạn rất thích một triết lý: bạn càng là người thoáng tính bao nhiêu, bạn càng là người cởi mở bao nhiêu, dễ dãi bao nhiêu, thì cơ hội bạn sẽ được gặp những người khách hàng như vậy là bấy nhiêu. Vì vậy các bạn có thể xem cái nhu cầu về sản phẩm làm đẹp trong nhà mình, như dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, những sản phẩm thiết yếu gia đình, sản phẩm gì nhà mình gần hết hoặc đã hết, thì các bạn có thể lựa chọn cái sản phẩm trong catalog hiện hành mà chúng ta đang kinh doanh. Nếu như có ưu đãi, nếu như có giảm giá thì bạn có thể lựa chọn để trải nghiệm thử sản phẩm, để xây dựng niềm tin. Và đó cũng là cách để mình có được cái đơn hàng đầu tiên cho bản thân mình. Và đây cũng sẽ chính là phương pháp để khi bạn bắt đầu đi sang phương pháp xây dựng cái hệ thống kinh doanh thì bạn cũng có thể chỉ lại cho người tuyến dưới mới của mình cái phương pháp này. Và một phương pháp thứ ba cũng cực kỳ dễ làm, đó là bạn sẽ có những khách hàng họ gặp những vấn đề về nám, họ gặp những vấn đề về sức khỏe, hay là họ có cái nhu cầu về tặng quà nhưng họ chưa biết lên chọn sản phẩm gì cho phù hợp, nhưng bạn lại chưa có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn, thì bạn có thể gợi mở và sau đó kết nối chặt chẽ với người bảo trợ, với bác, với những anh chị quản lý công ty, những người có kinh nghiệm về sản phẩm, có kinh nghiệm về giao tiếp, sẽ giúp bạn liên hệ với mối quan hệ của bạn để chốt cái nhu cầu cần được tư vấn, thì bạn cũng dễ dàng có được đơn đặt hàng từ phương pháp này. Mặc dù bạn chưa nhiều kiến thức, chưa nhiều tự tin, nhưng cái điều thú vị là mối quan hệ của bạn tin tưởng bạn, nhưng họ lại được các chuyên gia về tư vấn, về sản phẩm hỗ trợ cho việc lựa chọn. Và với 3 cái phương pháp đơn giản mà bác vừa chia sẻ, đặc biệt là phương pháp mở hàng lấy may, thì chắc chắn một điều với anh chị các bạn rằng chỉ trong vòng từ 2 đến 3 ngày với danh sách từ 5 cho đến 10 mối quan hệ mà bạn chọn lọc kỹ lưỡng, đó là những người đủ độ thân thiết với bạn, đủ độ yêu thương bạn và cực kỳ thoáng tính, thì các bạn sẽ có được đơn đặt hàng đầu tiên với Oriflame.